Lần trước thì Trung Quốc nó thua mình. Lần trước thì Trung Quốc nó thua mình. Do nó sơ suất thôi. Nhưng mà đừng hòng qua mặt tài. À, đây chính là Hokage của Việt Nam. Ê Việt Nam đấy. Trung Quốc sợ tranh chấp. Trung Quốc địch hả? Hokage Trung Quốc sợ gì được đá mình? Hello. Nói đi. Ủa? Ủa quen. Mẹ thằng nào đấy? Hả? Vẫn là tao Trung Quốc đây. Tao trở lại phải lời hàng xưa nữa con à. Lần trước mẹ ăn lòng yêu nước và vitamin của đất của tao còn chưa đủ hay sao? Mẹ qua đây còn xin tao tiếp. Này lần trước cũng khá đó, nhưng lần này đừng hòng. Bởi vì lần này tôi đã kiếm được một vũ khí lợi hại. Đây rồi. Máy kẹp tóc. Ha. Ôi nhưng mà tự nhiên mày đem máy kẹp tóc làm gì? Đây chính là bảo bối mới mà ta đã sở hữu được. Nó hữu được người một người bạn. Để ta kể cho người nghe về cái câu chuyện đó. Đó. Hello anh Trung Quốc. Ủa là anh hả? Là anh đến Triều Tiên sao anh lại tới đây? Lần trước là Nhật Bản đánh tôi quá trời nè, giờ mình tôi ở đây gì nè ngó. Trời ơi nghe tôi bực gì đâu luôn ngó ông anh nè. Tôi bị gì nè, lần trước ở Việt Nam nó dùng lòng yêu nước chứ hút cái vitamin đảo rất nó đánh tôi tơi tả luôn rồi nè. Giờ anh có cách gì để tôi đánh lại nó được không? Đừng lo, tôi đã có cái bả bối này. Nè, chơi thuốc every night, dạ. Ủa, rồi cái đó là cái gì vậy? Ủa, chấm hỏi, đây là cái gì vậy Triều Tiên? Đây chính là máy kẹp tóc. Chỉ cần dùng cái này kẹp vô vitamin hảo đức của nó, thì vitamin hảo đức của nó sẽ rất là nóng. Và lúc đó nó không thể dùng vitamin đạo đức được nữa. Anh nhớ sử dụng cẩn thận, vì nó giật một phát thôi á là anh phải ngâm viên đá suốt một tuần luôn đấy. Ok, đã có vũ khí là Việt Nam rồi. Việt Nam mày đợi đấy. Đấy và chính cái câu chuyện đó đó, hiếp ta đã có một vũ khí này, cái vũ khí này để dễ dàng ăn trọn cái vitamin đạo đức của mày thôi con à. Mày không thể sử dụng vitamin đạo đức được nữa. Ngon mày làm thử xem. Tao chắc hết một ngàn. Tao chắc hết luôn đấy. Xem đây. Hè, hãy nhìn đây, vitamin nước của mày đang nóng dần đây. Giờ vitamin này nóng dần đây. Có nóng đâu? Nóng không? Nó hơi ấm ấm tí xíu à. Có quay em nó chạy, đừng có quay em vô. Anh tắt rồi đừng lo. Cút về cho tôi tắt cái cây. Ôi. Không, vitamin đạo đức của ta. Mày chưa ăn gian. Ừ, gian hay sao? Mày thua rồi Việt Nam. Giờ tao đã thắng rồi. Mày thua rồi con à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.